Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with Hybrid Power has an incredible 648-mile driving range Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714 Cảm ơn quý vị trở lại với chúng tôi trong một tin buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Nhiều người biểu tình chống Tổng thống Putin trên khắp nước Mỹ. Hoa Kỳ đóng băng tiền để dành của Nga. Nhiều tiểu bang thực hiện cấm vận riêng với hàng của Nga. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng thầm mây. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, tin Hoa Kỳ cho biết nhiều người biểu tình chống Putin trên khắp nước Hoa Kỳ. Kể từ khi mà Putin ra lệnh chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine, nhiều thành phố trên khắp tiểu bang của Hoa Kỳ, nhất là những người có người ở Ukraine đang sinh sống, các cuộc biểu tình tuần hành ủng hộ Ukraine đã liên tiếp diễn ra. Người biểu tình tuần hành ủng hộ Ukraine tại San Francisco, California ngày 27 tháng 2, ở Washington, Chicago, Boston và nhiều thành phố khác ngày hôm chủ nhật, đám đông xuống đường biểu tình với quy mô vài trăm tới vài ngàn người. Nhiều người bày tỏ tình yêu với quê hương Ukraine. Một số kêu gọi Mỹ cần tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột này. Một số người giận dữ kêu gọi lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nghiêm khắc với Ukraine, thưa quý vị. Và người khác cũng muốn tăng cường sự chú ý của người dân về tình hình chiến sự tại Ukraine. Trước cổng ở thủ đô Washington người biểu tình mang theo cờ Ukraine và khẩu hiệu sát cánh cùng Ukraine. Họ kêu gọi Tổng thống Biden gia tăng trừng phạt và ủng hộ hơn nữa với Ukraine. Sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, người ủng hộ Ukraine biểu tình tại New York ngày hôm qua. Cô Tanya Fedak, 18 tuổi, người Mỹ gốc Ukraine thế hệ thứ hai, nói trong bài phát biểu tại cuộc biểu tình ngày hôm 27 tháng 2 tại Chicago, nơi có cộng đồng lớn người Ukraine sinh sống. Người Ukraine cần là hành động. Ukraine cần hỗ trợ vật chất, không chỉ là các nhà lãnh đạo thế giới ngồi xem hay cầu nguyện cho Ukraine, mà những gì hiện nay đang là là đang làm là chưa đủ thưa quý vị. Thủ đô Kiev kết nghĩa cùng với Chicago năm 1991. Hiện thì có khoảng là 200.000 người dốc, dốc uh, Ukraine thưa quý vị sinh sống ở Illinois. Trong khi đó, thì chính phủ của Hoa Kỳ ngày hôm nay tuyên bố đã đóng băng toàn bộ nguồn tiền mà ngân hàng Hoa Kỳ đang giữ những khoản tiền ngoại tệ từ ngân hàng của Nga. Hành động này nhằm trừng phạt lệnh của Tổng thống Putin xâm lược Ukraine. Theo lời của viên chức của Bộ, Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cho biết vào sáng ngày hôm nay, lệnh mới đã chính thức được thi hành và chiếu theo các quyết định từ Ngân hàng Trung ương của châu Âu, Nhật Bản, Anh Quốc, Canada và những quốc gia khác. Với lệnh cấm mới nhất này, ngân hàng của Nga sẽ không lấy được tiền Mỹ kim hay euro để giao dịch và cũng không sử dụng đồng Mỹ kim để giao dịch với các quốc gia khác. Thậm chí ngân hàng của Nga cũng không dùng tiền của họ để đổi sang tiền Mỹ Kim hay là các tiền tệ khác. Trong nỗ lực mua bán ngày hôm nay, trong lệnh cấm vận ngân hàng mới, chính phủ của Hoa Kỳ cho biết vì lệnh có ảnh hưởng trước giờ thị trường chứng khoán mở cửa, nên phía Nga đã không thể di chuyển ngoại tệ hay dời đổi trương mục nhằm tránh né ảnh hưởng của lệnh cấm vận. Các viên chức trong Bộ Ngân Khố cho biết, hành động này là nhằm đưa nền kinh tế của Nga đi hướng thụt lùi trong lúc Putin tiếp tục cuộc xâm chiếm chiến lược của Nga. Hôm nay, Tổng thống Putin đã phải họp với nhóm cố vấn kinh tế để tìm hiểu về tầm ảnh hưởng từ lệnh cấm vận này, và phương Tây là một đế chế của sự dối trá. Lệnh cấm vận tài chánh của Hoa Kỳ sẽ ngăn cản Nga sử dụng tiền để dành nhằm đương đầu với suy thoái kinh tế. Nhiều tiểu bang thực hiện cấm vận riêng với hàng của Nga. Trong thời gian qua, nhiều thành phố trên các tiểu bang của Hoa Kỳ đã tự ra các quy định cấm hàng hóa của Nga. Tại tiểu bang Pennsylvania, Cơ quan kiểm soát rượu đã ra lệnh cho toàn bộ các tiệm rượu không được sử dụng các sản phẩm do nga sản xuất. Nỗ lực này nhằm ủng hộ người dân Ukraine đang quyết chiến chống quân thủ nga xâm lược. Lệnh cấm mới do thống đốc tiểu bang Thơm Vút đưa ra yêu cầu để bày tỏ sự ủng hộ và chống lại hành động xâm lược của chính quyền Putin. Trên thực tế, lệnh cấm rượu này chỉ mang tính biểu tượng vì tiểu bang Pennsylvania hiện chỉ có hai loại rượu do Nga nhập cảng là rượu vodka 80 độ và một số rượu đặc biệt khác nhập cảng từ Nga. Lệnh cấm mới chỉ nhằm trực tiếp vào rượu sản xuất từ Nga, còn các nhãn hiệu khác dù mang chữ Nga thì không bị cấm. Tại thành phố Las Vegas, từ khi Nga xâm lược Ukraine, những người pha rượu đã chế ra loại thức uống mới gọi là F. Putin để mà bày tỏ ủng hộ cho người dân Ukraine. May quá mình không có biết uống rượu. À, em mới vừa mua hai chai vodka vodka em mới vừa mua hai đâu? chai vodka của của nga thường vị chị ở trong costco và, và một chai ở trong uh, super king nhưng mà thật sự là khi mà em mua là em mua trước đây mấy ngày rồi em mua trước khi mà 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 nga xong được ukraine thành ra là bây giờ mà... tại vì cái rượu đó em mua về là để em ngâm rượu mai quế lộ để mà dành làm lập xưởng tươi à. À, làm lập dịch này nọ làm đồ ăn này nọ thành ra là thôi kệ mình không phải mình uống trực tiếp mình để mình đưa vô đồ ăn thì không sao Như vậy thì được cho phép <laughs> À, và thưa quý vị, hành khách xe điện ở New York bị tấn công bằng phân người. À, một cảnh sát ở New York đang truy lùng một người đàn ông đã sử dụng phân để tấn công một hành khách đang ngồi chờ xe điện. Và sự việc này xảy ra tại trạm xe điện X 241 Street khoảng 5 giờ 15 phút vào ngày thứ hai tuần trước. Sau một tuần lễ dù có hình nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi can và nhờ công chúng hỗ trợ. Dựa trên hình ảnh từ máy quay an ninh trong trạm xe điện thì một người thanh niên gốc Phi đang đi bộ hướng đến một người phụ nữ đang ngồi chờ xe. Khi đang ngang bà thì tên này bất chợt dùng phân chứa trong bao rồi trét vào mặt của nạn nhân, sau đó bỏ chạy mất. Hình ảnh cho thấy khuôn mặt của kẻ tấn công. Theo lời nạn nhân, bà đang ngồi chờ không biết chuyện gì xảy ra, đã bị tên này tấn công. Ngoài những vụ tấn công gây ra chết người thì đây là vụ tấn công dơ bẩn nhất đang xảy ra tại các trạm xe điện ở New York, mặc cho những lời cảnh giác đưa ra liên quan đến các vụ tấn công trong giờ tăng tầm ở thành phố New York. Và thưa quý vị, cảnh sát bắt được nghi can giết nữ luật sư nổi tiếng ở Kentucky. Cảnh sát tiểu bang Kentucky sau một tuần điều tra và truy lùng, ngày hôm nay vừa bắt được tên Shannon Gide liên quan tới vụ ám hại người nữ luật sư Jordan Morgan trong nhà của cha mẹ cô. Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 4 giờ 30 sáng ngày hôm nay, trong lúc thì Shannon Gidde, 32 tuổi, đang đi bộ dọc theo con đường ở quận Madison. Vụ bắt giữ chỉ diễn ra sau khi mà thân phụ của nạn nhân là cựu dân biểu tiểu bang, ông Wesley Morgan, tiết lộ cũng thêm chi tiết về vụ nổ súng giữa ông và kẻ đột nhập tư gia. Theo lời thuật lại của người cha, nghi can đã lẻn được vào nhà của ông bằng cách leo lên một dàn giáo và do công nhân dựng lên để mà sơn nhà và sửa chữa. Khi leo vào được vào nhà thì vào phòng của con gái ông, kẻ đột nhập đã bắn liên tục 6 hay là 8 phát đạn giết chết con gái của ông. Ông nghe được tiếng nổ súng nên cầm súng ra. Vừa lúc đó, tay súng đã nhắm bắn vào ông bà phát ông bị trúng đạn và ngã xuống sàn nhà. Ông đã nhanh chóng chụp lấy cây súng thứ nhì và nhắm vào kẻ đột nhập ba tám phát đạn thưa quý vị và sau đó gọi 911. Thân phụ của nạn nhân cũng mô tả chi tiết của kẻ đột nhập và qua đó, cảnh sát có thêm thông tin để mà dẫn tới việc bắt giữ Shannon Gilday ngày hôm nay. Nhà văn Huy Phương qua đời tại quận Cam Kính thưa quý vị, nhà văn Huy Phương, một trong những nhân vật trong cộng đồng Việt Nam ở quận Cam, vừa qua đời lúc 4 giờ chiều ngày thứ Sáu vừa qua tại nhà riêng ở thành phố Anaheim. Ông tên thật là Lê Nghiêm Kính, sinh năm 1937 tại Huế. Gần 2 năm trở lại đây, ông đang chống chọi với bệnh ung thư thực quản và đã biết trước thời gian ông sẽ lìa đời. Trong thời gian còn viết khỏe, từ khi sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1990 theo diện HO, ông làm việc cho nhiều cơ quan truyền thông người Việt tại quận Cam cũng như tại Canada và Oklahoma. Ông làm việc chung với bà Hạnh Nhân, sáng lập viên hội HO cứu trợ thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa. Vào cuối đời thì nhà văn Huy Phương cho biết ông không có bất cứ điều gì để hối tiếc. Những gì ông làm được thì ông đã làm và còn làm nhiều lần. Một trong những việc làm thiện nguyện làm ông vui nhất lúc ở Mỹ là từ chương trình Huynh Đệ Chi Binh khi ông liên lạc được những người viết về hai ngôi mộ tập thể có nhiều cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam. Một ở Bình Dương, một ở Sài Gòn và một ở Thuận An, Huế. Nhờ đó, ông đã được giúp nhiều gia đình để vợ tìm được chồng, mẹ tìm được con. Cuốn sách mới nhất của ông tự đề là Tuyển tập Huy Phương, xuất bản vào năm 2020, là một bộ tổng hợp gồm 12 quyển tập tạp ghi của ông, viết từ ngày ông sang Mỹ năm 1990 đến năm 2020. Lido Sài Gòn TV mới đây đã thực hiện được một cuộc phỏng vấn với ông và sau bản tin ngày hôm nay thì quý vị sẽ được theo dõi cái bản tin này thưa quý vị. Và những tính toán sai lầm của Putin Quý khán giả vừa theo dõi bản tin trình Hoa Kỳ sau đây là bản tình trình trình đặc biệt buổi chiều của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, sau gần một tuần tìm cách chiếm hữu Ukraine, thế nhưng hiện quân Nga vẫn chưa thể lấy được thủ đô Kiev. Trong, nền, trong khi nền kinh tế Nga đang rơi vào suy thoái trước tình trạng cấm vận của thế giới, Putin đang đương đầu với chính hệ quả của khi ông ra lệnh xâm lăng Ukraine. Hoàng Trọng Thụy gửi đi bản tuyên trình chi tiết sau đây. Hôm nay đã bước sang ngày thứ sáu của chiến dịch quân sự do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ xướng, nhưng quân Nga vẫn chưa chiếm được thủ đô Kiev, dẫn đến nhiều tính toán sai lầm của Putin trong cuộc chiến mà ông nghĩ rằng có thể kết thúc chỉ trong vài ngày. Tính toán sai lầm còn bao gồm phản ứng của cả thế giới khi cắt đứt mọi giao dịch tài chính của nước Nga với thế giới bên ngoài, khiến ngay lập tức nền kinh tế Nga đi vào suy thoái. Trong vài ngày qua, hàng dài người dân Nga trên khắp lãnh thổ đã phải xếp hàng trước ngân hàng để rút tiền vì thấy tiền ruble của Nga bị tụt giá trầm trọng. Nhất là khi Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố rút tên ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống giao dịch tài chính toàn cầu SWIFT. Một đồng ruble hôm nay không bằng một sen của Mỹ cho thấy sự mất giá đang gây ảnh hưởng trên mọi mặt hàng đang bán ở Nga, nhất là các mặt hàng phải nhập cảng, bao gồm điện thoại cầm tay, hàng điện tử như TV, máy hát, vân vân Từ các quốc gia trong lệnh cấm vận như Nhật, Nam Hàn, Hoa Kỳ, Châu Âu. Ngay cả Đài Loan cũng tuyên bố cấm vận Nga. Đài Loan xuất cảng nhiều hàng điện tử bao gồm phụ tùng máy điện toán, khiến giá cả trong nước Nga tăng vọt. Do ảnh hưởng từ lệnh cấm vận, phân lời trung ương trước khi chiến tranh chỉ vào khoảng 8-9%. trăm Hôm nay tăng lên trên 20% vì ngân hàng Nga không đủ tiền cho người dân vay, vì thế phải tăng phân lời nhằm tránh tình trạng lạm phát và trị giá tiền Nga tiếp tục bị sụt giảm. Để so sánh với sự khác biệt này, phân lời trung bình của Hoa Kỳ hiện vào khoảng chưa đầy 2% có nghĩa người dân Nga hôm nay nếu muốn mượn tiền mua nhà phải trả lãi suất trên 20%. Phần lợi trung ương tăng sẽ đẩy mọi thứ giá cả trong nước tăng vì nhiều công ty không thể vay vốn nên không thể xuất cảng được. Do lệnh cấm vận mới, nhiều vật liệu và nguyên liệu thô nước Nga cần nhập cảng để sản xuất đã không thể vào Nga hôm nay. Sẽ có một số quốc gia không nằm trong danh sách cấm vận, cũng tiếp tục cung cấp cho Nga, nhưng con số này rất nhỏ so với số nguyên vật liệu mà Nga cần hàng ngày, vừa để sản xuất hàng nội địa, vừa xuất cảng nếu Tổng thống Putin vẫn kiên quyết kéo dài cuộc chiến để chiếm Ukraine cho bằng được, mà không chịu nhường bước, thì nguy cơ đại suy thoái sẽ kéo dài cho người dân Nga thậm chí có thể dẫn đến tình trạng đói kém vì mọi thứ đều bị đình trệ. Nga cũng cần tiền để chi trả cho cuộc chiến, mỗi ngày tiêu hao cho ngân sách nước Nga đến 20 tỷ Mỹ Kim. Cuộc chiến càng kéo dài, chi phí càng lên cao, chưa kể là do bị cấm vận không có tiền để mua nhu liệu sản xuất vũ khí, càng không thể kéo dài chiến tranh. Vì thế trong chiến dịch quân sự, Putin đã không ngờ sự phản kháng mạnh mẽ của người dân Ukraine đến như vậy. Hiện nay, chiến tranh Ukraine đang trở thành một cây gai rất lớn trong mắt người dân Nga. Từ những ngày đầu cuộc chiến đến nay, ngày nào bên trong nước Nga cũng xảy ra các cuộc biểu tình đến độ cơ quan an ninh Nga tìm cách chấn áp các cuộc biểu tình này và ngăn chặn mọi thông tin trong nước loan tải đến các cuộc biểu tình. Thậm chí, cơ quan truyền thông Nga cũng cấm mọi giới báo chí sử dụng từ xâm lược khi nhắc đến Ukraine, ngăn cản toàn bộ những tin tức gây thiệt hại đến nhân mạng và chiến dịch quân sự của Nga. Có thể nói, Putin đã không lường trước được hậu quả đến từ cuộc xâm lăng Ukraine. Vì không chỉ người dân Ukraine chống, mà cả thế giới đang chống lại Putin. Câu hỏi đặt ra là trong những ngày tới, liệu Putin có nhường bước hay có hành động nóng nổi để dẫn đến thảm họa cho số nhân mạng tăng cao hơn nữa? Putin đã chăm ngòi cho cuộc chiến. Giờ đây, Y sẽ chịu trách nhiệm cho hệ quả từ cuộc chiến này. Hoàng Trọng Thụy, tường trình cho Đài Little Gòn TV Phần tuyên trình vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin vẫn tiếp tục giữ làn sóng này để theo dõi chương trình thường lệ của đài. Thâm Mai và Lê Thái xin kính chúc quý vị có một buổi chiều đầu tuần thật bình an và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.